quay con gà. Đẹp. Gà thằng này này. Gà rừng hả? Gà rừng nó nuôi. Ừ. Từ nhỏ nó nuôi. Nó giống gà rừng đúng không? Ừ. Hiện nay là nhiều rồi. Ừ. Gà này ăn ngon lắm này. Ngon chứ. Gà này gà rừng gà đẹp rồi mà. Ừ. Đầu tiên là người ta làm bay. Làm bay là... Gà rừng anh Tuấn này. Gà rừng. Gà rừng. Ba con gà con. Gà rừng, gà rừng. Nó thích về đây mà ngày nào nó chả về đây nó ăn. Bắt đi. Gà rừng nuôi. À gà của nhà chú hả? À, nhà kia kìa. Gà rừng. Gà rừng mà sao mình à đây nó nuôi từ nhỏ. Nuôi từ nhỏ từ lần. À bắt tại gà rừng thích. Nhiều lắm, nhà kia nhiều lắm. Ý là của nhà kia hả? Nhà kia đấy. Nhà đối diện đấy gì đó? À, nhà kia kìa, nhà kinh kìa. Đã nuôi luôn hả? Nuôi luôn đó. Đó, thế thì nó dạng. Nhỏ từng lần. Đó, thế thì nó mới dạng như này được chứ không có thấy người mình đây nó chạy mất tích chứ. Nó bay mất chứ còn đâu. Hay nè. Rừng nòi luôn đấy chứ. Rừng ấy chứ. Y xì luôn mà. Bố rừng mẹ rừng ấy nhá. Thì con nó không biết bay đâu thôi còn. Mm-hmm.